Có khi nào đây là một vụ án cả thù tình không? Anh nghĩ chị em phụ nữ chúng tôi không yêu thì sẽ giết sao? Anh không thể nào bước vào một cuộc hôn nhân mà bản thân anh chưa sẵn sàng. Anh xin lỗi. Anh, nhớ anh đi. Em chết cho anh coi. Đừng bao giờ lấy cái chết ra để níu kéo. Mời cô. Cảm ơn cô. Thật ra tôi không chấp nhận việc mình bị hủy hôn, nên tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể giữ anh ấy ở lại bên cạnh mình. Thậm chí tôi còn dùng cách đê hèn nhất là đe dọa, nhắn tin uy hiếp anh ấy. Nhưng tất cả đều là vô ích. Nếu người ta không còn thương mình thì dù mình làm cách gì đi chăng nữa cũng không thể giữ họ ở lại, khiến cho họ rung động được nữa. Nói như vậy là anh Hoàng Long đã có người mới, cho nên là mới chia tay cô sao? Sau đó một thời gian tôi có theo dõi anh ấy tầm 3 tháng để xem anh ấy có quen người nào hay không. Cô có phát hiện được là anh Hoàng Long qua lại với người phụ nữ nào, hay là mối quan hệ của ảnh với lại bạn bè ra sao hay không? Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh Long không hề kể với tôi về chuyện riêng của anh ấy, mà tôi cũng rất tôn trọng về việc anh giữ khoảng không gian riêng của mình, nên tôi không biết. Ra đi. Sếp ngồi. Nè, làm việc nhưng mà cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Nghỉ tay ăn đi, công sức của mẹ cậu mà. Ủa, sao sếp biết đồ của mẹ em đem qua? Thì sáng tôi gặp mẹ cậu ngoài cổng đó. Tôi thấy là mẹ thương cậu dữ lắm nha, lo lắng lắm á. Trong mắt của mẹ em á, thì lúc nãy em cũng chỉ mới 18 tuổi thôi. Mà nhìn cậu giống mẹ thiệt á, chắc là ở nhà được hưng lắm hả? Cũng chút chút. À sếp, em đã tìm thấy nhật ký hoạt động của nạn nhân, không có số lạ, nhưng mà trong hộp thư thì có một tin nhắn chưa đọc. Đâu, tin nào? Nội dung tin là gì? Dạ, mày sẽ chết nếu như rời bỏ với anh, là tin nhắn từ một sim rác. Đó chính là tin nhắn của Quế Anh gửi cho Hoàng Long. Trọng, cậu kiểm tra số đuôi xem có phải là 24735 hay không. Dạ. Dạ đúng rồi. Nếu như theo lời nói thì Quế Anh không phải là hung thủ, nhưng mà em cũng đã cho kiểm tra thêm rồi. Xem xác minh thời gian mà Hoàng Long tử vong thì Quế Anh có liên can gì hay không. Tin nhắn của Kiên. Ủa Trọng. Dạ. Em có biết người thanh niên này không? Suốt những năm bên nhau, có những lúc tôi thấy chúng tôi giống là bạn bè hơn là người yêu. Yêu nhau mà đến một cái nắm tay cũng chẳng có, một cái hôn nhẹ nhàng cũng chẳng có. Tôi thật sự không hiểu nổi. Trọng. Dạ. Cậu có nghi ngờ giới tính của nạn nhân hay không? Chị hỏi để phục vụ cho công tác điều tra thôi. Tại vì theo lời kể của Quế Anh, sau khi hai người họ chia tay, Hoàng Long đã dọn ra ngoài sống, và Quế Anh đã theo dõi anh ta,
thấy anh ta có mối quan hệ khá là thân thiết với vài đồng nghiệp nam. Từ lúc em mới vào nghề, anh Long cũng bận công việc, cho nên là hai anh em ít có gặp nhau lắm. Ảnh là cháu đích tôn, cho nên rất được mọi người trong nhà kỳ vọng. Mọi chuyện hôn nhân của ảnh đều do bác hai em sắp đặt hết. Có lần đi nhậu, anh có tâm sự với em là anh rất áp lực chuyện gia đình và chuyện sinh con để nối dõi. Ở đây không có bất kỳ một cái camera an ninh nào hết. Một khu dân cư lớn vậy mà không gắn cam. Tại vì dân cư ít, hơn nữa phía trước còn có chốt của bảo vệ. Bảo vệ nhớ từng chiếc xe ra vào, cho nên không có camera cũng phải thôi. Nhưng mà thời đại 4.0 mà, đâu thể nào phụ thuộc vào được. Thôi bây giờ tôi với cậu vô hiện trường kiểm tra xem có gì hay không. Dạ. Hung thủ không thể nào đột nhập vào bằng đường này được. Như vậy, phải là người quen biết với nạn nhân và đi vào bằng cửa chính. Xem cái này đi Trọng. Đúng là nét chữ của anh Long rồi. Nhật ký à.
suốt tuần này. Vậy? Dạ. Qua nào sống nghe tiếng? Ờ, thì em tính qua kêu anh rủ anh đi ăn, nhưng mà thấy anh say sưa với nhật ký quá. Nè, bữa nay với nhật ký rồi nữa, yêu ai đúng không? Ui dạ. Yêu cái gì mà yêu? Thì em thấy anh ghi trong nhật ký là vậy mà. Tại sao dạo gần đây mình luôn nhớ về nụ cười ấy? Một tuần qua mình luôn nhớ về cậu. Tại sao là cậu ta? Cậu ta cái gì? Em thấy anh ghi vậy mà. Đọc cũng đọc tầm bậy nữa. Qua đây chi đây? Thì em nói hôm qua em rủ anh đi ăn đó. Có mấy nhỏ lớp em nó khoái anh lắm, rủ anh đi ăn chung với tụi nó. Đi nha, đi. Đi ăn với tụi nó hả? Ừ. Dẹp. Sao vậy? Hai anh em mình đi thì được. Ủa, kỳ vậy? Đi không? Thì đi. Đi. Anh Long có thói quen với Nhật Ký. Cậu sao vậy? Chị nói đúng. Vậy là suốt bao nhiêu năm qua anh che giấu giới tính thật của mình. Nhưng mà tôi thấy có điều gì đó hơi lạ. Tại sao trên kệ chỉ có đúng hai cuốn? Nếu như đây là nhật ký thì có vẻ hơi hớ hên rồi thì phải. Và lần trước Kiên đã kiểm tra rất kỹ căn phòng này, không hề có những cuốn sách này. Anh Long anh sống một mình, em nghĩ là không nhất thiết phải bỏ cuốn sách này vào tủ và khóa lại làm gì. Cậu nghĩ là anh ta sống một mình sao? Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Khi nãy tôi quan sát ở dưới bếp, mọi thứ đồ dùng khá là đầy đủ, thậm chí còn có đồ đôi thì phải. Em hiểu tính anh Long, anh giống là một người kỹ tính, cho nên việc mà mua sắm vật dụng trong gia đình cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Thôi, để em đi xuống phòng bảo vệ hỏi có thêm thông tin gì nữa không. Chào em, có chủ quán đây không em? Chào chị. À, uống gì em trai? Tôi bên Rồi Trồng Lén, tôi có vài thông tin muốn hỏi chị. Chị có biết người này không? Cậu Nguyễn làm quán của tôi nè. Nhưng mà cậu nghỉ 10 ngày nay rồi cậu. Đã nghỉ 10 ngày rồi hả? Dạ. Nhưng mà tại sao nghỉ chị biết không? Tôi cũng không biết nữa. Mà tôi có gọi điện á, không thấy cậu ta nghe máy. Mấy ngày sau á thì cậu ta nhắn tin cho tôi, nói là bận việc nhà nên về quê gấp. Đây nè, cái tin nhắn tôi còn lưu trong điện thoại của tôi nè. Chị có biết người này không? Cậu Long, bồ của Nguyễn nè. Long, bồ của Nguyễn. Cậu ta làm bất động sản, có tiếp khách ở quán tôi mấy lần. Mà trời ơi, thằng Nguyễn mê nó lắm. Thậm chí còn thề sống chết với nhau nữa cơ. Long có thường hay tới quán không chị? Mấy tháng nay tôi không thấy tới. Bởi vì thằng Nguyễn nó bỏ quán tôi, nó đi theo cậu Long luôn đó. Sao lúc nãy chị nói là Nguyễn chỉ mới nghỉ ở quán chỉ có 10 ngày thôi mà? À, nghỉ việc lần hai đó cậu, tháng 8 năm ngoái. Còn Nguyễn có làm ở quán tôi được 4 tháng thì cậu Long không có thấy tới nữa, thì Nguyễn nó mới bỏ theo cậu Long luôn. Cái hơn nửa tháng nay á, cậu Nguyễn mới quay lại xin tôi làm việc, làm được có 5 ngày rồi cũng bỏ đi luôn à. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Nếu như mà có cần thêm thông tin gì thì nhờ chị giúp đỡ cho chúng tôi nha. Dạ. Chào chị. Dạ, chào cậu.
Em nghe nè. Làm chuyện gì phạm pháp phải không em? Công an vừa tới quán tìm em nè. Dạ. Ba mới về ba. Mày nằm ngủ từ sáng tới giờ đó hả? Cơm nước gì chưa? Rồi tính khi nào đi làm lại? Lớn rồi, ở nhà nằm dài trên võng đâu được con. À, mà chỗ ba làm bảo vệ đó, họ đang tuyển công nhân. Hay ngày mai ba hỏi xin cho con nha. Chuyện của con tự tính được. Ba khỏi phải lo đi. Tôi là cảnh sát điều tra. Anh có thể cho tôi mượn chiếc áo được không? Đây áo tôi. Cảm ơn anh. Hôm trước mình đã kiểm tra rất kỹ, tại sao không thấy chiếc áo này? Ở siêu thị chắc chắn có camera an ninh ngoài cửa. Mình thử qua đó xem sao. Minh Việt à, vết đỡ khô dính trên áo mà Thanh Mai thu được tại hiện trường có kết quả chưa? Đã có thưa anh. Qua kiểm tra thì đó chính là vết máu. Dựa vào đồ khô và kết cấu, em khẳng định vết máu này đã dính lên chiếc áo khoảng 6-7 ngày trước. Theo xét nghiệm thì đây là nhóm máu O trùng khớp với nhóm máu của nạn nhân. Cái áo có cái bông mai màu hồng, đây chính là đồng phục của quán cà phê Nam Nguyên Lạc. À, cuốn nhật ký có nhắc đến một người tên N. Nguyện thì thuộc giới tính thứ ba. Theo như lời khai của chủ quán thì Nguyện có tình cảm với Hoàng Long. Các đồng chí, lập tức truy bắt đối tượng này ngay. Rõ. Anh là người sát hại anh Hoàng Long, mời theo chúng tôi về cơ quan để điều tra. Đi. Không, tôi không có tin đâu. Anh Long không thể nào chết được. Với lại tôi không có liên quan gì với vụ này hết. Đây là áo của anh, logo của quán anh làm, và trên áo anh có dính máu của nạn nhân. Đúng là áo của tôi, nhưng mà không có nghĩa là tôi giết người. Vậy thì tại sao trên áo anh là dính máu của nạn nhân? Tôi nghĩ do ai đó đã cố tình hãm hại tôi. Nhưng mà trong cuốn nhật ký của nạn nhân có nhắc tới một người được chia tắt là chị N. Chữ N là Nhung, là Ninh thì sao? Có biết bao nhiêu người có tên bắt đầu bằng chữ N? Thì lấy lý do gì anh Long viết tên tôi vào quyển nhật ký chứ? Trong khi đó anh ấy không có chút tình cảm gì với tôi hết. Lần cuối cùng anh gặp anh Long là khi nào? Anh Long, anh mới về hả?
Nè, sao vô nhà tôi được? Hả? Nè, tôi báo công an vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp nha. Anh Long à, em xin lỗi anh nha. Với lại hồi nãy á, em đau bụng quá à, cho nên là em mới liều vô nhà của anh luôn. Anh đừng có giận em nha. Được rồi, nếu xong rồi thì về đi. Anh Long, nãy giờ cái bụng của em nó cứ đau ngầm ngầm hoài à. Mà bây giờ trời cũng khuya rồi, nếu mà em về bển nó có một mình em mà lỡ em trúng gió độc rồi sao? Em có chuyện gì á, ba má em dưới quê ai lo? Hay là anh giúp em á, cho em ngủ nhờ đêm nay nha. Cũng được, ngủ phòng khách nha. À mà nè, sáng mai nhớ về sớm. Em biết rồi, cảm ơn anh. Tối đừng làm phiền tôi. Anh Long. Anh Long à, anh có đói bụng không? Em nấu gì cho anh ăn nha. Rồi, tôi nói rồi. Alo. Hôm nay anh về nhà mẹ ngủ nha, tại ba đi du lịch rồi. Hôm khác gặp. Vậy em ngủ ngon nha. Bye. Trích lục nhật ký điện thoại của nạn nhân từ ngày xảy ra án mạng, nạn nhân không gọi cho số lạ nào hết. Nhưng mà theo lời khai của Nguyễn thì tối hôm đó nạn nhân có gọi cho một người. Tao nói cho mày biết, anh Long là của tao, muốn sống yên ổn thì đừng có rớ vô. Dạ em. Đây là toàn bộ những hồ sơ nằm trên bàn của nạn nhân. Nạn nhân thường xuyên tuyển nhân viên làm thời vụ mà xài hai số điện thoại. Thường thì chỉ lấy số điện thoại thứ hai để tuyển nhân viên thôi.